2 năm, một khoảng thời gian không dài với một đời người, nhưng lại là dài với một người đã và đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư ác tính. Nếu không mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này, thì ông Phạm Văn Sĩ ở Hà Tĩnh giờ này đã được ngồi quây quần với gia đình trong bữa cơm tối. Kể từ khi biết mình lâm trọng bệnh, khác với những phản ứng tiêu cực khi nhận được bản án tử của những bệnh nhân đồng cảnh ngộ, người cựu chiến binh ngoài 60 tuổi này vẫn cố gắng sinh hoạt và ăn uống điều độ. Bởi đối với ông, dinh dưỡng có tốt thì mới át được bệnh tật. Qua đó, việc sử dụng thuốc điều trị mới đạt được kết quả như mong muốn. Hồi nhớ trong thời gian khoảng một tháng, thì thấy phát hiện ra máu hồng hồng. Thế là tôi vào viện. Vào viện thì lúc đầu thì bệnh viện của thành phố Hà Tĩnh bảo là viêm phổi. Điều trị viêm phổi được 10 ngày thì tôi nghĩ ra bảo là có lẽ tôi bị ú phổi, bởi vì tôi hút thuốc lá nhiều và tôi ở chiến trường lâu quá, nằm rừng nằm rú lâu quá, cho nên bây giờ cái phổi tôi nó ran ran trước và sau. Bởi vậy là bệnh viện thành phố thì cho tôi lên bệnh viện tỉnh chụp cắt lớp. Ngày hôm trước chụp cắt lớp thì ngày hôm sau là tôi ra. Ông Vũ Trung Chính mang trong mình căn bệnh ung thư máu hơn 10 năm nay mà sức khỏe vẫn khá ổn định, bởi ông Chính rất chú trọng đến chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Rồi mình cũng phải nghĩ xem đến những cái món nào mình thích thì mình bảo gia đình đi mua cho, dù là không ăn được nhiều nhưng mà cũng cố ăn lấy hết khả năng, ăn được bao nhiêu thì ăn. Nhưng mà thường thường là những người ốm thì cũng đúng là không thích ăn nhiều thật, nhưng mà mình nghĩ đến cái món nào mình thích mình ăn được thì mình bảo gia đình mua cho, thì mình dù không ăn được nhiều thì mình cũng vẫn ăn được ít, rồi dần dần cơ thể mình nó mới vực lên, nó mới có sức để kháng, để chống chọi với cái bệnh tật. Không phải ai khi biết mình đang mang căn bệnh ung thư ác tính cũng có được suy nghĩ tích cực như ông Sĩ và ông Chính. Phần lớn trong số họ đều có thái độ tiêu cực, vì biết bản thân khi mắc phải căn bệnh ung thư cũng đồng nghĩa với việc mang bản án tử bên người, nên họ thường chán ăn, bỏ bữa và không chú ý đến bồi bổ sức khỏe. Mặt khác, cũng có suy nghĩ cho rằng không nên ăn nhiều chất bổ, bởi chất dinh dưỡng khi vào trong cơ thể sẽ nuôi tế bào ung thư thì nhiều, mà nuôi cơ thể thì ít. Nên họ chuyển sang chế độ ăn chay thực dưỡng với các sản phẩm được làm từ ngũ cốc, gạo lứt, muối mè hay các thực phẩm nhiều chất xơ nhằm đảm bảo không bị đói nhưng đồng thời cũng không chứa nhiều dinh dưỡng. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu về ung bướu thì cả hai quan điểm này đều không đúng, thậm chí còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình điều trị bệnh, do đó càng làm cho bệnh tình thêm trầm trọng. Căn nguyên của ung thư hiện nay là hoàn toàn chưa được sáng tỏ, nhưng ăn uống và một số cái sinh hoạt khác cũng có thể ảnh hưởng đến các yếu tố mà gây nên dễ mắc ung thư. Ăn uống gây nên bệnh ung thư theo y học cổ truyền, trên bệnh nhân ung thư thì tiêu tốn cái năng lượng nhiều, chuyển hóa nhiều, về đặc biệt cái dị hóa protein là cao, đặc biệt ở vùng cơ. Cho nên nếu không cung cấp đủ cái protein lipid vào cho cơ thể thì cơ thể sẽ bị nhanh chóng suy kiệt, bệnh nhân đến giai đoạn nguy hiểm và suy mòn. Theo chúng tôi, cái quan điểm mà hiện nay bệnh nhân mắc bệnh ung bướu mà chỉ ăn các cái dầu thực vật hoặc ngũ cốc hoặc ăn chay thì theo chúng tôi là như vậy là chưa hợp lý, cần phải được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Cho nên bệnh nhân ung thư, đặc biệt bệnh nhân các bệnh nhân suy mòn thì cần được dinh dưỡng đầy đủ hơn. Khi bệnh nhân được dinh dưỡng đầy đủ mới có thể dùng được các biện pháp khác, ví dụ như thuốc kháng sinh mạch để ức chế khối u,
hoặc các biện pháp can thiệp mạch để ức chế khối u là một trong những biện pháp bỏ đói khối u hiện nay. Hiện nay, ung thư là một trong những căn bệnh gây tử vong cao nhất trên thế giới. Gần đây, các nhà nghiên cứu y khoa đưa ra phát hiện chứng minh rằng nguyên nhân gây ra ung thư còn do ảnh hưởng của các điều kiện sống như thói quen ăn uống và lối sống. Tất cả tác động lên nhân tế bào đều có thể gây ra ung thư. Và trên 80% nguyên nhân là do môi trường bên ngoài. Trong đó, thức ăn đóng vai trò quan trọng, chiếm 35% nguyên nhân gây ung thư. Trăm là do hút thuốc lá, 3% là do các đồ uống chứa chất kích thích như rượu bia và 1% là do các chất phụ gia đưa vào từ thực phẩm. Thật ra thì cái vấn đề ung thư nó phát triển từ nhiều năm nay rồi, mà nó do cái tác động của rất nhiều vấn đề để gây nên cái bệnh ung thư. Ví dụ cái nguyên nhân mà thời kỳ nghiên cứu chúng tôi tìm hiểu thì cái tác động của hóa học, của các cái hóa chất, của các cái hóa chất do thực phẩm này ăn uống vào, hóa chất do môi trường, ví dụ như hóa chất trong bảo quản nông sản, hóa chất trong thuốc trừ sâu, rồi DDT. Thế một cái nguyên nhân nữa mà bệnh viện quân đội chúng tôi nghiên cứu mà nó gây nhiều ung thư đó là nguyên nhân do chiến tranh. Vì trong chiến tranh, cuộc chiến ở Việt Nam thì người ta sử dụng rất là nhiều những hóa chất như thuốc diệt cỏ, rồi nhất là cái chất độc màu da cam mà nhắc đến nhiều, mà trong nó cốt lõi là vấn đề chất độc dioxin. Nó tác động đến con người và nó tạo lên những cái căn bệnh ung thư rất nhiều. Ví dụ riêng chất độc dioxin, ngoài cái việc mà gây tai biến, gây quái thai, gây những cái bệnh nọ khuyết tật ở trên cơ thể con người, thì nó còn tác động đến vấn đề ung thư gan, rồi ung thư phổi, rồi các cái ung thư khác rất là lớn. Nên nói tóm lại là do cái tác động của hóa học của con người tạo ra mà nó tác động đến cái bệnh nhân ung thư rất là lớn. Ngoài ra thì đó là một cái quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể, nó cũng tạo lên những cái khối u, những cái bệnh ung thư, nó là cái sự phát triển loạn sản của tế bào. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, đối với những người khỏe mạnh bình thường, việc cung cấp đầy đủ 4 nhóm thực phẩm là chất bột, chất béo, đạm và đường hàng ngày qua đồ ăn thức uống là cần thiết. Tuy nhiên, đối với những bệnh nhân mắc phải căn bệnh nan y là ung thư, thì việc bổ sung dinh dưỡng lại là việc làm hết sức cần thiết, đòi hỏi sự quan tâm tích cực của gia đình và người thân. Tuy nhiên, mỗi loại bệnh ung thư lại cần phải có một chế độ ăn uống kiêng khem riêng biệt. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh của ung thư hiện nay chưa được hoàn toàn sáng tỏ, nhưng rất nhiều yếu tố mà có thể ảnh hưởng đến ung thư, gây ra ung thư. Như đột biến gen, một số bệnh di truyền, một số tia xạ, hóa chất và ảnh hưởng của môi trường, thức ăn dẫn đến cái bệnh ung thư. Là một bác sĩ trong chuyên ngành y học cổ truyền về chuyên ngành ung bướu, chúng tôi đã từng gặp nhiều bệnh nhân ở trong nước cũng như nước ngoài cũng đang hỏi chúng tôi về cái chế độ ăn uống cho dinh dưỡng cho bệnh nhân ung bướu. Rất nhiều bệnh nhân nếu mà gặp cái tình trạng là khi phát hiện được u cục, ung ác, bệnh ác tính thì rất lo lắng và tinh thần cũng hoảng loạn. Sau một thời gian qua thì bệnh nhân cũng được bác sĩ tư vấn bình ổn. Thì chủ yếu là bệnh nhân chán ăn hoặc không ăn được. Nhiều bệnh nhân cũng cho rằng là ăn vào thì sẽ bị khối u nó lấy hết chất dinh dưỡng của cơ thể. Cho nên bệnh nhân thường là nhịn ăn hoặc ăn các cái chế độ ăn rất nghèo dinh dưỡng. Nhưng ngay các chuyên gia của y học cổ truyền Trung Quốc cũng khuyên ngay là không nên để dùng cái chế độ là thiếu dinh dưỡng dùng cho bệnh nhân ung thư. Mà đặc biệt đối với bệnh nhân có bệnh ung thư cần được dinh dưỡng đầy đủ hơn, giàu dinh dưỡng hơn. Như vậy mới nuôi dưỡng được cơ thể để đáp ứng với các cái biện pháp khác. Hiện nay, nhờ có sự tiến bộ và cải tiến trong y học hiện đại, người bệnh vẫn có thể ăn uống bồi bổ sức khỏe bình thường mà không phải lo sợ rằng chất dinh dưỡng khi đưa vào cơ thể sẽ đồng thời nuôi lớn cả các tế bào ung thư, khiến cho bệnh tình tiến triển nhanh hơn. Với nhiều bệnh nhân
Đặc biệt là bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa, nếu các chế độ ăn ngoài cái dinh dưỡng đầy đủ nhưng nên kiêng thì những cái thức ăn gì, chủ yếu cho nên cay nóng, đặc biệt những cái nếu bệnh nhân ung thư đường hóa không nên ăn đồ hải sản. Trong quá trình điều trị chúng tôi ngay các bệnh viện nước ngoài, nếu bệnh nhân ăn đồ hải sản, nếu có bệnh nhân ví dụ ung thư dạ dày thì các chỉ số ngay hôm sau đang dùng hóa chất mà bệnh nhân các cái chỉ số của mắc cơ ung thư tăng rất cao. Như vậy là cái thức ăn nó ảnh hưởng rất nhiều đến trực tiếp đến bệnh nhân ung thư, ảnh hưởng cả phát triển của khối u. Kiêng chủ yếu là kiêng vân các cái chất mà độc hại đối với cơ thể, các cái thói quen xấu như mà rượu bia thuốc lá, đặc biệt trong bệnh nhân ung thư phải kiêng tuyệt đối. Nếu dùng bệnh nhân còn có thể suy mòn suy kiệt nhanh hơn nữa. Những câu hỏi như vậy là thông thường thường xuyên được các bệnh nhân cũng hỏi chúng tôi về cái vấn đề chế độ ăn. Đối với chế độ ăn đối với mỗi loại ung thư để bổ dưỡng hoặc ức chế thì đều có các cái bài thuốc, cái phương thuốc đã được sử dụng từ rất lâu trong y học cổ truyền. Ví dụ với một bệnh nhân ung thư dạ dày, để làm gì sau bệnh nhân sau mổ thì có thể dùng một bài thuốc để kiện thì kích thích tiêu hóa. Đối với bệnh nhân nếu mà không mổ được sau xạ trị hóa chất thì có thể dùng các bài thuốc để tăng thải độc của hóa chất và thải độc giảm tác dụng phụ của xạ trị. Nói tóm lại, đối với bệnh nhân ung thư thì cần được dinh dưỡng đầy đủ, và bệnh nhân dinh dưỡng đầy đủ để đáp ứng với tất cả các biện pháp điều trị ung thư hiện nay. Các vấn đề mà khối u lấy dinh dưỡng của thức ăn thì đã có những cái biện pháp của y học hiện đại rất hữu hiệu. Ví dụ như là thuốc kháng sinh mạch, về nút mạch để ức chế không cho khối u nhận được dinh dưỡng của cơ thể mà khối u vẫn đói, cơ thể vẫn được hoàn toàn khỏe mạnh. Một nguyên tắc trong điều trị bệnh ung thư là luôn tránh giảm cân và giữ cân nặng lý tưởng cho phép. Điều này có nghĩa bệnh nhân luôn phải giữ một chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng bằng cách tăng cung cấp các chất dinh dưỡng cao trong khẩu phần, tăng các vitamin và vi chất dinh dưỡng, đặc biệt các thực phẩm có chứa nhiều chất chống oxy hóa như súp lơ, cà chua, cà rốt, bí đỏ. Các chất xơ và các chất chống oxy hóa nên cung cấp nhiều trước và sau các đợt điều trị nhằm giảm thiểu việc làm giảm tác dụng của các đợt truyền hóa chất xạ trị. Các bữa ăn cũng nên được ăn trước hoặc sau 4 giờ trước hoặc sau khi điều trị. Khuyến khích bệnh nhân ăn tự nguyện và chọn các món ăn, các thực phẩm theo sở thích của bệnh nhân. Chế độ ăn lúc đầu cần cung cấp nhiều năng lượng được cung cấp từ tinh bột, sau đó tăng dần lượng đạm, chất xơ nhằm đảm bảo tiêu hóa tốt cho bệnh nhân. Qua các nghiên cứu và điều tra thường niên của Bộ Y tế cho thấy, nguyên nhân gây ra ung thư là do lối sống, do thói quen, cũng như do các vấn đề liên quan đến việc sử dụng đồ ăn thức uống không khoa học. Nếu như chúng ta từ bỏ những lối sống và thói quen có hại, thì căn bệnh ung thư không có cơ hội tấn công chúng ta. Bên cạnh đó, một chế độ dinh dưỡng hợp lý với nguồn thực phẩm sạch và an toàn sẽ giúp cho mỗi người có một thành trì sức khỏe vững chắc.